đề. Ừ. Viết code kiểu lambda. Lambda. Anh tạo dự án mới nha. Anh làm một cái đăng ký xong rồi dùng DTO nha. Chiến Đăng ký xong rồi đọc key file luôn nha. anh em cho mấy anh em ấy, em thấy mấy anh em đã. Anh có cái qua đã quay rồi. Vâng. Anh ơi, nó quay nữa. Có. Rồi, tạo một file config đầu cái file trước nha. Bách kíp này. Chơi gì anh ơi? Chơi gì? Cái gì á? Chơi gì? Anh không xem màn hình ạ. Ơ, thế à? À nhầm. Sorry. Thưa có trong này à? Sorry. Cô đâu? Thì thương đừng có xong mà anh đừng À, có xong thương bây giờ mới rửa bát xong. Sợ thật. Kinh tức. Rửa bát xong bình mới cho vào, sợ. Mày ngồi nhìn hai kia rồi em. Rồi tất Đã, cả mình bảo vẫn cứ xong này anh tất đi cả xong bây rồi giờ đứng mình bên lại tính. rồi, tạo file config này, tạo cái class config này. Ai khẩu trang kinh chưa? Hương nào nhỉ? Sợ Nữ đấy. anh ấy. Như anh à? Vâng, nó mới đổi ấy. Sợ đấy. Trông quả avatar thú kinh lên. And write file. Hôm trước anh nào nó bị bug bug tí là do anh để cái string chết, anh em bây giờ sửa làm tí nào nó hết bug rồi. Bất cái đoạn đấy anh public. Trời ơi, ai gọi cho lấy có anh Tây gọi cơ, sao thế nhỉ? Kinh thật đấy. Thế mẹ rồi. Từ em ơi, anh Tây đang gọi. Dưới anh Tây ơi. Ok anh ơi. Anh lên sóng chưa? Đang chuyển đâu anh? Gì tầm đó? Này em về mất tầm 25 phút chắc không kịp anh ạ. Thế em vào được lúc nào thì vào. Giờ mồm nó cái gì? Anh có quay video rồi, xem được cái gì xem. Ok ừ. Để em đi. Ừ. Đấy đi. Rồi. Ừ. Chơi cát đây. Mất mất chắc lệnh này. À, thật đấy. À quên. Đang bị ngáo rồi, ngáo dung tây, tây gọi ngáo bố luôn. Tự dưng khai báo lít ở đây. Chưa cả biết hàm gì khai báo lít luôn, sợ thật đấy. Lít from file string path này. Lít t lít lưu ai lít. Rồi bây giờ chai cast caption chỗ đoạn này thì anh em xích cái mouse thôi nha, thì nó sẽ không bị bắn ra cái ngoại lệ hôm trước anh để là cái thằng e print chết này, e chấm này đây chấm này. Hôm trước nó bị bắn ra cái ngoại lệ đỏ đỏ ấy, thì anh em để chỗ này để xích cái mouse e chấm get message thôi. Cho thân thiện. Rồi thân thiện đúng không? Return telip cho này. Rồi chỗ này đọc vào thì là cứ file push in thôi đúng không? File push in, file push in bằng lưu file push in truyền đường dẫn vào phạt vào. Rồi, object in push in. Chuyển file push in vào đúng không? Mở rộng nhanh được đấy. Rồi. Giá nó cái lead bằng cái thằng đọc file đúng không? Lead bằng với cả object.
chấm lít ép kiểu rồi close lại file chấm close object chấm close rồi xong thằng đọc này đến đang ghi public void write to file. Cái này có 200 số nhỉ? String path. String path list generic. Cái này là file output đúng không? File output. New file output string truyền path vào này. À, chưa bóc trái két nhỉ? Bắt trái két lại nhỉ? Jacket. Cái này để EO exception thôi nhỉ? IO rồi. What file thì file file đi. Tí kiểu gì nó bắt phải thêm mấy get nữa thôi. Viết luôn get IO. Ôi đợt này anh em cứ xích tầm ao thôi. Rồi đưa này lên đó. À, hết bug. Giờ là object input output thằng này output bằng lưu chuyển file vào. Rồi. Thì bây giờ là gì? Đọc à ghi ra đúng không? Object.write ra. Ghi ra này. Chuyển cái list vào này. Chấm close. Rồi, object chấm close. Rồi. Xong rồi con fix này. Bây giờ tạo ra file. Data. Anh sẽ tạo ra một thằng role. Phải lưu các role này. Role.txt. Rồi copy đường dẫn. Copy path này. Anh tạo luôn một cái file config ở đây đi để mình gọi lại cho nó tiện. Biến config public static path ở đây bằng async path. Async path bằng quét thằng kia vào. Rồi, chỗ này mình mấy đoạn cuối đâu. Như này. Rồi tạo tiếp một thằng user nữa đi. File user để lưu list user tt. Rồi bây giờ tạo ra một thằng elum đúng không? Elum kiểu dữ liệu cho thằng role. Làm lại cái bài hôm trước nhá. Phân quyền. Tạo package model này. Rồi trong này thì anh sẽ tạo ra một thằng elum role lên. Rồi trong này anh có 3 quyền user pm admin. Rồi tạo ra một thằng role có id này. Private UTID kiểu của nó sẽ là thằng role name kia đúng không? Role name. Này. Rồi. Con chapter. Thì mình đi search cũng bị ảo rồi. Tìm an này có vấn đề không? An search bên này. Đấy. Rồi thêm tu sinh ra đó.
Và bây giờ anh tạo ra user. User. Giả sử bây giờ user nó sẽ có nhiều trường hơn đợt trước nhá. Ví dụ anh tạo ra thêm là private, đầu tiên vẫn có integer ID này. ID này. String lên. Private string user lên. Private string password. Private string email. Giả sử anh có thêm trường avatar đã đi. User thường sẽ có avatar trong user. Giả sử thế. Thì có thêm một vài trường nữa để cho nhiều trường. Thì lát nữa anh sẽ dùng DTDO của anh nha. Thu nhỏ lại. Chia nhỏ cái module này ra. Rồi, tu trình nữa là được. Rồi. Đấy, anh thêm một số trường nữa khác với hôm trước nhá. Mình có thêm email và avatar vào. Thì bây giờ anh đăng ký thì anh vẫn chỉ dùng gần này trường thôi. Anh vẫn chỉ dùng lên username và password thôi, vẫn dùng ba trường này thôi. Thì DTO là mình sẽ chia nhỏ cái mô đồ ra, mình sẽ không lấy hết tất cả các trường này lôi ra. Rồi nha. À, tạo switch cho bọn này để đọc cái file đã. Switch này. Đó, interface switch generic. T. List. T. Fire. Save. Quên, chỗ này void làm không trở về void ít rồi hai cái này thôi đã ra package road interface road service phần này extend bằng interface generic service generic truyền role vào. Rồi, trong này anh sẽ xây dựng riêng cho thằng role này một cái hàm để tìm theo name của thằng role. Bây giờ xây dựng nhà này. Xây dựng cho thằng này interface riêng nhá. Thì nó sẽ là tên là gì đây? File by name. Role sẽ trả về một đối tượng role này. Khi mà tìm theo lên thì trả về một đối tượng đôi by name role name name kiểu vẫn là role name nhé như này rồi tạo ra một thằng triển khai role service nhưng mà tên nào thằng này implement cái thằng interface role. Rồi, cái ra. Public static. Bây giờ cái thằng role này thì mình chỉ cần fix cứng thôi, nó không cần phải tạo ra nhiều role đâu. Có ba cái role quyền thôi, thế mình fix thẳng vào cái ba cái role vào luôn. Thì đoạn này fix nhào nhỉ? Cái này. String path role đúng không? Path role bằng gọi lớp config sang nhé, gọi lớp config ra chấm cái path ra nhé, cái path anh lấy theo đường dẫn rồi này, chấm path này thì mình cộng thêm thằng role tt nữa, mình sẽ không phải đi copy lại cái path nữa, đấy nhá, path anh lấy ở bên này sang nhé, anh lấy bên này sang này, và anh cộng thêm thằng role tt là chọn đây này, chọn cái file này, đấy nhá. Rồi, khai báo public static list role bằng lưu
rồi chấm read from file truyền role path vào path role vào rồi thì đoạn này anh add vào đây luôn nhá, anh thích cứng vào đây luôn này, bởi vì là nếu mà mỗi một lần gọi vào thì nó sẽ add vào, cho nên là phải if điều kiện đi, if nếu như mà thằng role chấm sai, role chấm sai nó lớn hơn bằng 3, lớn hơn bằng 3 đi, anh chỉ add 3 quyền thôi, nếu như bằng 3 thì là return thằng role nip, vì không add return thằng role nip luôn, còn L thì mới bắt đầu add, nếu nó rỗng nhá, nếu nó chưa có gì thì add vào này, add 3 thằng vào, add lưu role này, một này, một là user, hai là PM, ba là admin, đó, có chỉ ba thằng này đâu, thằng cuối cùng này cũng là return cái thằng luôn ý. Đấy, mình sẽ không cho nó add thêm, bởi vì mỗi lần mình gọi vào đây mà mình không check cái đoạn này ấy, thì nó cứ add thêm vào thôi. Nó lại add thêm vào cái đoạn này. Nếu mình không check nó sẽ add thêm vào, nó thành nhiều. Nên mình chỉ có 3 cái quyền thôi, mình add cứng 3 cái quyền này thôi. Rồi. Thì đoạn này phải ghi ra đúng không? Ghi ra lưu. Gọi file on phải ghi ra. Rồi. .write file. Bạt tôn và chuyển nick vào. Rồi, sếp thì như biết như bình thường thôi, lấy list sếp vào thôi, lấy list add vào thôi. Add tôn vào. Rồi cái thằng tìm kiếm này thì mình sẽ dùng vào for để mình tìm kiếm đúng không? For y bằng 0 này, y tìm ở trong cái thằng role.size này. Nếu như nó tồn tại đúng không? Nếu như lên bằng với role.get y, vì nó là hàng số cho nên mình hoàn toàn có thể để bằng được nhé, chấm get lên cái kiểu loop nó vẫn là hàng nhé, mình so sánh bằng được. Return role.get y, return một đối tượng role, còn không thì return null, thế thôi. Này là mình đã tìm kiếm được theo name của role này. Rồi tạo thêm package user đó. Package user. Interface user service. Rồi thằng này cũng extend cái thằng service redirect đó. Service redirect chuyển user vào đây. Và triển khai thằng user này ra. User service impn implement thằng hai user service. Rồi. Rồi tương tự như là kia là public static list user. Lấy đường dẫn đó. Public static string. String path user. Path user thì bằng config chấm path cộng với user.txt. Rồi, bây giờ thì đoạn này thêm một cái thằng list nữa, là list public static list user list bằng lưu config chuyển user vào đây chấm nhầm lớp à config chấm wifi read file read chuyển path user vào. Ok. Rồi đoạn này sẽ là ghi ra file đúng không? Lưu config user chấm
ghi ra chuyển bài vào uslit. Rồi bây giờ chỗ này sẽ là return uslit, chỗ này lấy uslit xếp vào. Add rồi, add user. Rồi xong service đúng không? Và bây giờ đến bước quan trọng này, bây giờ triển khai DTO này. DTO thì anh chỉ dùng một vài trường thôi, thì anh tạo ra một cái package DTO. DTO này thì trong này anh tạo ra một cái class là DTO, sign up DTO đi, sign up là đăng ký. Sign up DTO. Rồi bây giờ anh chỉ muốn lấy ba trường thôi, ba trường trong cái thằng user này thôi, để anh thao tác cái bảng user này, class user này. Anh chỉ lấy một vài trường thôi. Thì bây giờ sign up anh chỉ lấy vài trường thôi trong này. Thì các trường thì mình vẫn phải viết viết tên giống giống hệt như các trường của thằng user nó có. Bây giờ ví dụ như là anh cần này, anh chỉ cần ba trường là private string name để đăng ký này, name này, private username này, private string password này. Rồi đấy, anh chỉ cần gần này trường thôi, mặc dù bảng user nó có rất nhiều trường, anh bỏ đi một số trường nào thừa anh không cần thì DTO này chia nhỏ ra, mình sẽ không chuyển thừa dữ liệu lên. Thì muốn tạo ra role thì cần phải có một cái set role nữa. Thì cái set role mà nhập vào từ bàn phím thì nó là set string. Thì thao tác với thằng này nó không phải là set theo kiểu role mà set string. Rồi thì lát nữa mình add vào user này thì mình lại đổi sang kiểu role xong. Thì nhập từ bàn phím nó vẫn là set string thôi. Thì đặt tên nó là str role đi. Như này. Đó. Rồi cũng điền đầy đủ quan chapter vào. Sau này mình sẽ hay thường thao tác với DTO kiểu này, là cái tầng trung gian để thao tác với thằng view. Mình sẽ hay viết kiểu này. Chứ mình sẽ không truyền toàn bộ cái thằng đối tượng ở phần module này lên. Module này thường là nó sẽ là nghiệp vụ nó thao tác với phần database của sau này của mình học không. Thì thường là những cái thằng module này nó có nhiều trường, rất nhiều trường. Nên mình cần phải một có một cái lớp trung gian để thao tác với thằng view. Thì lớp trung gian này ví dụ mình cần cái trường nào thì mình mới đưa ra trường đấy thôi. Đấy, thì đây anh chia nhỏ ra này, anh chỉ lấy một vài trường như này thôi. Setter. Ok. Rồi bây giờ tạo ra package view để thao tác nhé. Rồi tạo ra thằng gì? Controller trước đi. Thằng controller tiếp. Là một package controller. Rồi bây giờ trong controller này mình sẽ tạo ra một cái thằng để tạo ra role đúng không? Thao tác với role. Controller này chỉ cần một cái hàm sâu ra list role thôi để mình xem thôi. Tạo ra role controller đi. Mình chỉ cần xem list role, xem là vừa lấy mình thích cứng xem nó tạo ra được không. Gọi role service lên này. Nó là kiểu kiểu lead role đúng không? Kiểu lead role. Sâu lead role. Đây thì tơ thẳng về thằng role service.file là được. Rồi. Bây giờ tạo ra tầng view nha. Package view. Rồi dưới này mình tạo ra view. View thì mình có cần phải không cần phải nhập role vào đúng không? Mình chỉ cần hiển thị ra list thôi.
Gì đây? Đang 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 dạy học bù dạy thêm đang dạy bù cho lớp lớp ở trên đấy thôi, lớp off, lớp off thôi rồi thế nhá, đang bận. Rồi, tạo ra một tầng role view này. Thằng này có cần phải nhập vào gì không nhỉ? Không cần phải nhập gì đâu. À, nhập vào cái để quay lại menu. Xây dựng một cái menu đúng không? Cho làm main lên đây đã. Public main. Đây là lát 3. Đây là lát 3 đúng không? Lát 3 là gì? Lát 3 học ở module 1 thôi đây. Thay chiều hướng này. Quay này như lát 3 đúng không? Quay này như là thay chiều hướng. Quay thằng menu này như là thay chiều hướng không? Một là register, hai là lúc gì ba là xem thằng xem role đi sâu list role. Tchu menu bằng scalar.lex thì switch to menu cây một. Rồi cây một thì gọi đến thằng view này, chưa gọi gì cả. Cây một thì cho lên register đi, register bật lệnh. Cây hai nục gì. Rồi, cây 3 mới hiện ra là role đúng không? Thì sẽ là lưu role view. Rồi, như này. Scalar bằng lưu scalar. Rồi, xây dựng một cái hàm vào đây. Gọi thằng controller ở đây. Role controller. Thằng controller sẽ thao tác với thằng view đúng không? Thì sẽ gọi controller xuống. Lưu. Rồi. Solid role. System out thẳng cái thằng role controller chấm solid role ra. Shift vào enter quit back to menu string back menu bằng scalar.lex này if back menu chấm e của eigen x locate với quit. Nếu lo của con quýt thì về thằng lưu mê.
F3. Thì thằng này lưu main ở đây đúng không? Lưu main ở đây. Thì thằng này là phải chấm đến cái hàm gọi ra đúng không? Chấm solidTone ra. Break. Rồi, bây giờ anh chạy thử xem có sâu được thằng Little không nhá. Chạy thử lại. Rồi, 3 là sâu lít này. Rồi, ok. Có lít drone đây đúng không? Drone ID 1 là user này. 2 là PM này. 3 là admin này. Đấy là mình fix được rồi nha, đúng không? Chạy lại lần nữa xem có bị lỗi gì không? Xem nó có bị add thêm vào không? Xem cái đoạn mình loại trừ cái đoạn đấy có được không? Rồi, nó vẫn chỉ có 3 thằng này thôi đúng không? Thế là ok rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo register này. Reader thông qua DTO này, thông qua thằng sign up này này. Đấy. Thì bây giờ reader mình sẽ chỉ truyền cái thằng theo thằng sign up này thôi, mình không truyền toàn bộ cái thằng user ra. Mình chỉ truyền một số trường thôi đúng không? Thì bây giờ tạo ra cái reader view. Reader view. Rồi. Thì reader view này thì mình cần có scaler để nhập đúng không? Scaler. Đi. Rồi bây giờ nhập vào này. À, mình chưa biết hàm. Sorry. Public. Hit the mouse, enter select. Có lem này, có ba trường rồi đúng không? Có lem này, lem sinh lem. Sinh lên bằng scaler.lake.line. Ờ, có username nữa. Có gì đấy nhỉ? Con quất à? Hello các anh em nhé. Yeah. Rồi, bây giờ còn thằng Ron nữa đúng không? Thằng Ron thì tạo như nào bây giờ? Thằng Ron thì cứ nhập vào bình thường thôi. Signal. Enter. Rồi Ron. Vẫn là sinh thì tạo ra một quyền đó nhé, sinh rôn bằng scaler chấm lấy cái này rồi mình tạo ra một cái set để mình add vào set. Thì bây giờ anh tạo ra theo cái thằng class sign nhé, thì nó là set string này, nhưng mà ở dưới user bản chất của nó là set rôn cơ, nó là một cái set rôn. Anh chưa tiêm set rôn ở đây phải, thiếu set rôn ở đây không? Còn này cái trong này có một thằng set rôn. Set rồi. Role set. Set. Đây, bản chất thằng trong user nó phải là một set role cơ. Đấy, role set này. Dip chấm role set bằng role set. Ở thêm một getter setter cho ạ. Rồi. Tạo lại cái này nha.
Rồi. Đấy, bản chất của thằng này nó trong trong thằng user này nó vẫn là set role theo kiểu role. Nhưng mà khi mà nhập vào từ bàn phím ấy, nó không phải là kiểu elu mà nó là kiểu string. Mình đang set theo kiểu string thì mình set thông qua suối cây giống hôm trước đúng không? Thì ở đây đoạn này vẫn là chỉ là set string thôi, chưa phải là set role. Set string. Str role đi. Bằng lưu asset. Rồi xong đó mình sẽ lấy thằng set role này mình add thằng role mình nhập từ bàn phím vào. Như này. Đó, sau khi mà mình như này ấy, thì mình sẽ sử dụng lớp lớp DTO này chứ mình không sử dụng lớp user. Mình sẽ sử dụng lớp DTO này để thao tác với cả thằng tầm view. Chứ mình không sử dụng lớp user này nữa, mình sử dụng lớp DTO này cơ, mình chỉ cần một số trường thôi. Nó khác với hôm trước anh code nhá, thì bây giờ anh sẽ dùng DTO. Thì bây giờ anh sẽ là size form. Mặc dù vẫn là thao tác với cái thằng bảng user này, nhưng mà anh lại dùng DTO cơ. DTO bằng lưu size DTO này. Thì trong này có name này, có username này, có password này, thì có str role. Đấy, thế là đầy đủ theo constructor của thằng size DTO này. Nó là set string. Cho nên là mình vẫn chuyển theo set string được. Thì vẫn là hợp với cái việc mình nhập từ bàn phím là string. Quay đây. Thì chỗ này mình vẫn là hợp với cái đoạn này mình nhập vào string hết, đúng không? Thì chỗ này vẫn là set string, một cái set role theo kiểu string. Rồi, thì tí nữa là mình ở trên controller thì mình sẽ phải xử lý là mình add theo user. Thì bây giờ mình sẽ xây dựng một thằng là user controller nhá. Mình chưa có user controller. Quay lại tầng controller, tạo ra một thằng là user controller. Đó. Thì trên controller này mình sẽ viết một hàm register ở trên này. Public void register. Rồi, thì bây giờ dữ liệu mình truyền vào sẽ không phải là thằng user nữa, mà mình sẽ dùng cái thằng class DTO để thao tác. Mình sẽ truyền dữ liệu theo kiểu size DTO. Đấy, size DTO như này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ khai báo này. Bây giờ sẽ cho thằng ID tự tăng ở đây nhá. Int ID này. Vẫn là if này, mình khai báo service lên để gọi ra list nhá. User service service bằng new user service. Đó. If nếu như mà user service này chấm, mình gọi theo class đi, nó static gọi được theo class chấm userlist chấm size, nếu như nó rỗng đúng không, nếu như bằng không thì cho ID bằng 1. Rồi L này, nếu như nó có rồi thì ID sẽ bằng này lấy ra phần tử cuối đúng không, chấm lại user list này, lấy ra phần tử cuối này, get này user thằng này này, lấy user list này chấm size này, trừ đi 1 là lấy ra phần tử cuối đúng không, lấy ra ID của nó nữa, rồi cộng với 1 là cho nó tự tăng đúng không, này ID lúc nào tự tăng đi. Rồi thì bây giờ mình sẽ xử lý cái đoạn mà lấy dữ liệu từ view truyền về này. Thì bây giờ view nó sẽ truyền qua cái lớp DTO này. Tầng view đang gọi cái thằng này nhá. Tầng tầng register view này, nó sẽ gọi qua cái tầng này, gọi theo tầng này. Thì lát nữa mình sẽ gọi register xuống đây. Gọi register đây này. Thì khai báo controller ở đây. User controller. User controller bằng new user controller. Thì lấy user controller này. Chấm này, register này thì mình sẽ truyền thẳng thằng là size DTO vào. Đấy, thì nó sẽ gọi lại hàm này này, gọi hàm này này. Gọi hàm này thì sẽ truyền theo DTO ở đây này, thì dữ liệu nó sẽ truyền từ view qua thằng size DTO này. Thì qua đây thì nó sẽ lấy được một cái set theo kiểu string. Nhưng mà thằng set ở trong cái thằng user này nó là set theo kiểu role. Nó là set theo kiểu role cơ. Cho nên là mình sẽ phải đổi một tí. Đây là đoạn này mình sẽ phải đổi một tí. Mình lấy thằng set string ở trong cái thằng dữ liệu truyền về ra nhá. Set này. Set string. Và str role. Thì
thì bằng size updateo này. Sau khi nó truyền từ dữ liệu kia về thì mình chỉ việc get ra là mình lấy ra thôi. Get str role ra là mình lấy được một cái set role ra này theo kiểu string. Đấy. Thì bây giờ anh sẽ dùng cú pháp lambda để anh add nó vào cái thằng set set theo kiểu role. Thì anh khai báo một cái set role. Set role này. Role set bằng new hset. Rồi. Rồi bây giờ anh sẽ set theo kiểu lambda nhá. Thì anh sẽ lấy str role này. Chấm for x này, for x này. Đây, viết kiểu lambda này như này. Anh khai báo một cái biến role ở đây. Kiểu lambda là như này nhá, mũi tên như này. Rồi xong ấn mở cặp cộng chuẩn này, ấn enter xuống. Đây cú pháp kiểu lambda nhá. Thì bây giờ anh sẽ dùng switch key ở trong này. Switch key. Switch theo thằng biến role kia này. Role này. Key này. Nếu như mà nó là admin. Nếu như mà là admin. Thì anh tạo ra một thằng admin này. Role admin role bằng này. Bây giờ sẽ khai báo role service ở đây để tìm kiếm theo lên. Vừa anh xây dựng một cái hàm tìm kiếm theo lên ở đây này. Tìm kiếm theo đây. Đây này, anh xây dựng cái hàm này. Bây giờ anh sẽ dùng lên nó. Nó được triển khai ở đây này. Triển khai hàm này này. Bây giờ anh sẽ dùng lên nó. Thì anh dùng lên nó bằng cách anh gọi role service ở đây thôi. Gọi role service qua tầng user controller này. Anh gọi cả role service ở đây nữa. Đây. Bây giờ anh sẽ tìm kiếm này bằng cách này. Lấy role service này. Chấm này. File by name này. Đấy thì là truyền cái kiểu dữ liệu admin mà. Đấy, nếu mình nhập vào từ bàn phím này admin nhá, thì sẽ tạo ra một thằng role admin. Tìm kiếm nó theo thằng này. Thì nó sẽ trả về một đối tượng role theo kiểu admin. Thì sau đó mình sẽ lấy cái thằng set này mình add vào thôi. Lấy thằng role set này mình add vào. Role set chấm add admin role vào. Đấy, vào lấy. Rồi tương tự các trường hợp khác thì là PM này. Role PM role bằng role service IML chấm file by name của PM. Thằng này sẽ là tìm theo PM. Xong rồi lấy thằng set add vào. Role set chấm add PM role vào. Rồi chờ con này là user. Nếu như mà nhập vào là user thì quyền nó là user thì là role user role bằng role service chấm file by name của user. Rồi lấy role set app vào. Add user role vào. Rồi break. Xong. Thì bây giờ mình sẽ vẫn thao tác với user bình thường nhé. Bây giờ vẫn gọi user service ra và save nó lại. Vẫn thao tác với user bình thường. Thì bây giờ khởi tạo một đối tượng user ở đây. User này. User bằng lưu user. Nhưng mà mình không nhất thiết là mình phải tạo tất cả các trường. Mình chỉ lấy những cái trường nào mà thằng DTO nó gửi về thôi. Thì bao gồm các trường ở đây là ID này. Và lấy các trường từ DTO nó gửi về nhé. Thì lấy từ setup DTO này. Chấm này. Get name này. Phải. Username này, setup get này, username này, setup dto get password này. Và thêm thằng runner set nữa. Runner set mình vừa tạo ở trên kia. Thì đoạn này nó báo lỗi là bởi vì mình không có constructor tương đứng với thằng này. Thì bây giờ mình phải tạo thêm một cái constructor thiếu. Nguyên tắc lập trình nha, đúng không? Có thể tạo nhiều constructor khác nhau ở trong một bảng user đúng không? Thì mình có thể fix enter luôn ở đây này. Thì nó yêu cầu create constructor này. Thì mình create theo cái thằng này thôi. Create thêm một constructor thiếu ở dưới này. Đây này, nó tự động nó sẽ tạo ra một constructor ở dưới này. Thì constructor này là constructor đầy đủ các trường này. Thì constructor là constructor thiếu này. Thì mình cũng điền các đầy đủ vào thôi. Z.id bằng id. Z.name bằng name. Z.username bằng username. Z.password bằng password. Z.roleset bằng roleset. Rồi. Đó.
hai con chapter này khác nhau nhé, khác nhau về tham số nhé, hiểu chưa? Cái thao tác này sau này mình đi làm hay là thường xuyên phải làm kiểu DTO này nhé, thường xuyên phải làm ấy, mình sẽ không lôi cả cái bảng mô đồ lên đâu, mình phải phân tách nhỏ nó ra, thực sự anh em sẽ phải code theo kiểu này. Rồi bây giờ là xong cái gì rồi, xong phần clip rồi đúng không, thử nhá, thử clip xem được chưa, mình gọi xuống kia chuyển nhá, gọi xuống kia trên nhà xem lại đã, Peter kêu gọi đây rồi, ok rồi. Rồi sau khi đấy mình sẽ truyền IP nó. Mình sẽ gọi sang login để mình check xem là có lead user không. Rồi, xuống đây tạo thêm một cái thằng login nhá. Login view. Rồi ở đây anh gọi ra thằng Sigma luôn ra đi. Sigma public login view. User. Gọi thẳng qua class nhé, user service .lead. Rồi anh thử gọi nó ra xem có tạo được không. Thì bên này sau khi tạo xong thì mình lưu login, lưu login, gọi sang login. Rồi, switch cây bên main nữa đúng không? Switch cây bây giờ 21 liter. Thì lúc này xóa cái này đi. Lưu liter view. Liter view chấm. Liter view. Xóa chấm nhiều nhỉ. Bỏ cái quay. Tạo nó có chapter luôn. Như này được đúng không? Rồi, bây giờ chạy thử nhá. Rồi, một register này. Tạo ra Mạnh này. Tên là Nguyễn Văn Mạnh. Là Nguyễn Văn Mạnh này. Mạnh này, Mạnh Nhật Giai. Password Mạnh. Rồi bây giờ tạo ra admin nhá, admin. Xong kia lead user vẫn rỗng này. À thiếu ấy rồi, thiếu single line rồi. Chỉ có ai mình từ lấy giờ chưa cho implement cái thằng Solidable Optify rất hay quên ở này đúng không, implement cái thằng Solidable cái gì xóa đang đi tạo lại không. Rồi, solid rule ra trước. Có rule rồi này. Quit. Một Twitter này. Văn Mạnh. Mạnh được dai. Mạnh. Happy. User vẫn giống nhỉ. Rồi, debug xem sai đâu. Twitter view này. À, mình chưa xếp vào sao ấy, mình chưa xếp vào, chưa dùng service để xếp. User controller. Đây, lần này mình biết khởi tạo ra đối tượng thôi. Chưa xếp.
và lấy user service xếp vào chứ. Chấm xếp nó vào. Xếp nó vào nó mới add vào chứ đúng không? Chưa xếp. Rồi, gọi lại đi. Rồi. Show lại xem còn không. Show vẫn ok này. Quit. Rồi. Một reader này. Nguyễn Văn Mạnh này. Điệp Giai Mạnh Admin. Được rồi. Con rồi đúng không? Có Nguyễn Văn Mạnh này rồi, UCL Mạnh này ra, password Mạnh này. Thì các trường khác mình không lấy này, đây này. Thì nó tự động nó sẽ tạo là luôn nhá. Những cái trường khác mình không cần. Thì thường là sau này mình làm ấy, thì là những cái trường này nó sẽ update ở một cái chỗ nào đấy. Ví dụ như update lại profile chẳng hạn. Thì trường avatar này mình sẽ không phải tạo từ đầu, không phải đăng ký từ đầu, mà là sẽ là theo kiểu là update lại profile. Những trường này là sẽ update lại profile này, thì sẽ nhận cập nhật lại sau. Thì mình không nhất thiết là lúc đăng ký là mình phải mang tất cả cái đối tượng user lên. Thì mình sẽ chia nhỏ ra. Chia nhỏ ra một cách là tạo ra DTO thôi. Tạo ra những trường nào mình cần, lúc đấy mình cần thôi, cần dùng thôi. Ví dụ như là với login thì mình chỉ cần hai trường là UCL password thôi. Thì mình lại chia nhỏ một cái login DTO ra. Mình lấy hai trường thôi. Và vẫn thao tác với cái thằng bảng user là bình thường. Thì đây là cách mà mình dùng DTO để chia nhỏ ra. Mình sẽ không truyền thừa lên, bởi vì có những trường mình không dùng đến, thì mình sẽ truyền thừa. Đấy, thì đây là cách dùng DTO nhé. Bản chất là mình lấy ra một số trường nào đấy của cái bảng user này thôi. Mình lôi lên. Mình cần cái nào thì mình dùng cái đấy. Và mình vẫn thao tác, vẫn truyền các đối tượng vào bình thường. Thì khi đấy cái dữ liệu mà muốn add vào mình sẽ xử lý ở cái đoạn controller này. Mình sẽ xử lý. Mình sẽ lấy ra những cái gì đấy thì mình sẽ lấy ra. Ví dụ đoạn anh cần lấy ra lên này. Thì sẽ lấy theo size FDTO lấy ra này. Anh lấy ra cái đôn trước này. Sau đó chuyển thành set đôn này. Vẫn chuyển thành kiểu set đôn của thằng user. Và lấy những cái trường nào cần thiết để set vào. Theo một cái constructor thiếu. Mình tạo ra một con chất tư thiếu trong user này. Thì không nhất thiết phải tạo thêm con chất tư đủ của nó. Thì vẫn xếp vào bình thường. Đấy, thì các trường khác không có thì nó tự động nó tạo ra luôn thôi. Rồi, bây giờ thế là xong phần DTO rồi đấy. Lambda một chút về Lambda này. Đoạn này có code theo kiểu Lambda này. Đây này. Bây giờ mình thử áp dụng regex hôm nay mình học nhé. Anh thử validate. Làm cái validate thì để cho chuẩn. Cho anh em nó cái luồng nó chuẩn. Hôm nay thấy phong nó ít eo sợ quá. Bây giờ thử validate cái trường Usalem của thằng Victor đi. Anh thử validate nhá. Validate. À bây giờ anh check trùng lặp đi. Check thêm cái trùng lặp đi cho nó khó đi. Bây giờ thằng thường là mình tạo username thì là mình sẽ tạo là cái username sẽ là duy nhất, không được trùng lặp. Bây giờ sẽ tạo ra không trùng lặp thì làm như nào? Check một cái hàm service, một cái hàm service trước nhỉ. Hàm user service nhỉ. Biết như nào bây giờ, code nào cho chuẩn này. Rồi. Thử lá nhá. Bây giờ triển khai thêm một chức năng, thì chức năng đấy là riêng của thằng user này đi. Thì thêm một cái chức năng ở interface trước, biết là boolean exit by user name. Hàm này sau này sẽ là hàm có sẵn đấy, hàm này chuẩn luôn đấy, tên hàm chuẩn luôn đấy, user name. Hôm nay sau này là mình tìm kiếm với SQL là cái hàm này nó xây dựng sẵn luôn đấy, là tìm kiếm cái thằng user đây có tồn tại trong database hay không. Khi mình thêm một cái chức năng này vào interface thì nó sẽ yêu cầu triển khai ra đúng không? Triển khai ra. Đó. Thì bây giờ mình sẽ dùng one for để mình kiểm tra thôi đúng không? Triển khai ra thì one for. Còn này for nếu như mà nó tồn tại thì return là một đối tượng user đúng không? Giống như thằng kia tìm theo lên thôi. For. Rồi, nếu như tìm theo user list chấm sai. Chấm sai. If này. Nếu như user list chấm equal. Đúng equal nhá. User list. Chấm get y này. Chấm get tiếp. Username này. Nếu như nó tồn tại này.
tồn tại trong list thì mình gì tên chu hàm này hàm bullying kiểu bullying thì là đi tên chu vua thôi tên chu, còn nếu không thì có thì nó không ở cuối cùng. Đấy, như này thôi, mình sẽ dùng cái hàm này để mình check, mình check sự tồn tại nhá. Thì check ở validate đi, thường thì sau này mình sẽ check là check qua controller cơ, nhưng mà với module 2 thì check qua controller thì nó hơi dài, thì cứ phải làm đi làm lại, thì mình check thẳng từ service đi. Nhưng mà đúng ra sau luồng sau này nó sẽ phải check thông qua controller này, tập view nó chỉ thao tác với controller thôi. Nhưng bây giờ mình thao tác với controller thì check nó hơi bị dài, hơi bị lòng vòng, thì mình check thẳng qua service đấy đi cho nó nhanh. Bây giờ check nhà nhỉ, bây giờ muốn check tờ service thì phải tiêm service vào đây đó. User đúng luôn á, thì là sau này mình mỗi lần mình gọi cái thằng reader này này thì nó phải trả về một cái data nào đấy từ controller, controller trả ra data, thì là data đấy nếu mà trùng thì nó sẽ trả về một cái data nào đấy là báo là trùng. Nhưng mà bây giờ mình làm như thế thì nó hơi bị lòng vòng, hơi bị dài, tại vì cái này nó nhập qua SQL này nó rất là mất thời gian, check ở đấy sẽ mất thời gian, nếu mà validate thì nó sẽ mất thời gian đó. Nên mình check thẳng từ service đi, check thẳng từ service thì đoạn này check nhà nhỉ. Bây giờ tiêm cái thằng service vào đây đã, lưu này. Bây giờ mình check cái thằng đấy là thằng Uslem này đúng không, thì phải check qua đoạn này, check nào bây giờ nhỉ. Dùng là why check à, why đây. Bây giờ check trùng lập trước nhá, check trùng lập. Bây giờ vòng lập why, why này, why true. Thì mình validate cho trường nào thì mình dùng một why cho trường đấy nhá. Hôm nay là thấy Phong quả email hơi kinh, thì mỗi một trường mình muốn validate thì mình dùng một why cho trường đấy. Bây giờ anh thử là dùng cái thằng bây giờ string như này thì đúng hơn này. Bây giờ sẽ khai báo sẽ như này nhá, string của Solem trước như này, xóa cái này đi, xong vào đây mình mới gán lại Solem bằng scalar chấm next line, mình gán lại vào đây rồi. Bây giờ if tôi đúng không, if này if này user service chấm này, gọi cái hàm acid by này truyền vào này, truyền Uslem vào, nếu như mà nó true thì có nghĩa là nó đã tồn tại rồi đúng không. Thì đoạn này mình xích từ mao error Uslem e acid early. Ok, đây là cái validate được lém ra từ backend chứ không phải là validate ở trên frontend. Sau này nó là validate lém ra từ dữ liệu lên, tại vì nó phải check ở dưới database, check ở dưới dữ liệu xem nó có tồn tại hay không. Đây cái validate này là validate kết hợp với cả thằng backend chứ không phải là validate của riêng frontend, thì nó phải check qua thằng backend thì nó mới validate được. Đấy, đây là validate kết hợp nhá. Thì đoạn này nếu như mà else thì break đúng không, L break như này. Này được chưa? Rồi, bây giờ thử nhá, thử check trùng lặp nhá. Thì ở trong trong vừa lấy là mình có mạnh rồi đúng không? Rồi. Mình chưa có show list user à? À show list user là show ở login nhỉ. Mình show lại nhá. Sao? Sao không có gì nhỉ? À, đoạn đây anh chưa suy cây, chưa gọi. Đây đoạn này login anh chưa gọi. Đây. Đang system out. Lưu. Login, view. Rồi trở lại này. Rồi anh đang show ở đây đúng không? Anh đang show thử ở đây. Ô sao lại rỗng nhỉ? Ảo thật đấy. Ô sao chưa ghi nhỉ? Thằng load này ghi mà thằng này chưa ghi nhỉ? À rồi, đoạn vừa lấy anh add nhưng mà anh lại không gọi lại file on. Đoạn này anh không gọi lại file on nên nó không ghi file.
mỗi một lần anh em add hay gì thì gọi lại file nhá, thì để cho nó ghi file lại, tại vì cái ghi file mình viết ở file mà. Đây đây là phải tạo lại rồi, rồi một register này. Mạnh này lên mạnh được ra admin rồi, bây anh thử chạy lại xem, gọi lại xem nó có bị mất không nhá. Gọi lại hai này rồi, ok rồi đúng không, có rồi này. Vừa lên mình chưa gọi lại thằng này này, chưa gọi thằng này nhá, tại vì cái thằng file này anh để ghi file ở chỗ file này này, đoạn này để ghi file này, nếu mình không có đoạn này không gọi file thì nó sẽ không ghi lại file, cho nên nó chưa có là đúng không, nó bị mất là đúng không. Ừ. Rồi cho là cái bạn bạn đọc này nó để nó là nó nhận được cái gì vậy, cái đoạn nào em, đoạn dòng 11 ạ, dòng 11 trên code này á. Ừ. Đây á, chỗ này á. Ờ, cái này nó là đoạn đọc ra mà, đoạn này là đọc ra mà, nhưng đoạn này là ghi này, một cái đọc một cái ghi mà, nó đọc từ list đấy. Cái đoạn này nó đọc đây này, hàm nó gọi hàm này mà, để nó gắn cái list với cái thằng đọc file mà. Nhưng mà vừa file mình không có gì, nó đọc ra luôn là đúng không, rỗng là đúng không? Còn cái kia thì mỗi một lần mình ghi lại là mình sẽ phải gọi lại file để ghi lại. Okay. Mình thêm mới là mình phải gọi lại file nhá, kể cả anh em làm update hay gì đấy đều phải gọi lại cái thằng ghi thì nó mới ghi lại được, chúng nào phải gọi lại thằng ghi mới ghi được. Đây, lúc nào phải gọi lại cái thằng ghi ở bên service đấy, lúc nào phải gọi lại thằng đấy, kể cả làm delete hay gì đấy, bản chất nó chỉ là ghi lại file thôi mà đúng không, bản chất nó là ghi đè lại thôi chứ không phải nó xóa được đi đâu, nó là ghi đè lại thôi. Rồi service rồi, đây 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 đây. Đây thì cái thằng ghi file nó là nằm ở chỗ file on này, cho nên là phải gọi lại nó thì nó mới ghi lại được. Ừ. Gọi lại thằng file on này thì mới ghi lại được. Rồi mình vừa đến đâu rồi nhỉ, đến đoạn đoạn validate đúng không, validate bây giờ check thằng validate nhá, đoạn trở lại một liter này, bây giờ lên vẫn là Nguyễn Văn Mạnh nhá, lên mình không chết trùng, mình chỉ chết trùng Usulen thôi. Nguyễn Văn Mạnh này. Vừa lên mình đã mạnh nhập ra nhỉ, mạnh nhập ra như này, đấy thì là báo là Usulen đã tồn tại đúng không, phải nhập lại đúng không, đấy thì bây giờ nhập tên khác nhá, nhập Nguyễn Mạnh thôi, password Mạnh, enter, bây giờ tạo ra thằng user đi, đấy thì xem nó có tạo được hai thằng, tạo được hai thằng rồi đúng không, tạo thêm thằng user đây rồi, một thằng đầu tiên là thằng admin đúng không, đây đầu tiên là admin đây, thì tạo thêm Mạnh được rồi này, đấy thì là mình check được validate với backend rồi nhá, đây là check validate cùng backend nhá, không phải là check validate của thằng frontend, còn check validate của frontend thì mình chỉ dùng regex thôi. Bây giờ mình thử thêm regex cho thằng user lên này nhá, anh thử regex cho nó như nào bây giờ, regex cho nó các ký tự A đến Z này, 0 đến 9 này, gạch ngang gạch dưới rồi cho 6 ký tự trở lên nhá. Thì mình sẽ dùng regex này. Bây giờ mình sẽ khai báo regex boolean check usulen. Thường mình sẽ khai báo biến ở ngoài nhá. Khai báo biến ở ngoài while, không nên khai báo biến ở trong while. Không nên khai báo biến ở trong vòng lặp. Mình khai báo biến ở ngoài này. Sau đó ở đây mình sẽ gán lại này. Check usulen bằng này pattern regex này chấm này mat này, rồi thì cái đầu tiên sẽ là regex đúng không, cái thứ hai là sẽ truyền cái thằng usulen vào để check, rồi bây giờ regex thử regex đi như này, A đến Z này, ví dụ thôi, A đến Z này, 0 đến 9 này, rồi là gạch dưới gạch ngang gì đó, bây giờ cho 6 ký tự trở lên thì là như này, 6 phẩy này, rồi thì bây giờ mình sẽ thêm if thêm một cái nữa, if này nếu như mà check nó true đúng không, nếu như mà check là true
check là true thì là sao nhỉ? Là sai đúng không? Nếu mà true là sai à? Sai là đúng nhỉ? Cứ thử đi, không thì đảo lại đúng không? Thử đi, Usually file. Sai. Okay. Từ đoạn này là error nhé. Rồi thì L đi, phải nối L ở đây. Nối L if ở đây. Rồi, không thì break. Rồi, thử check với thằng regex nữa nhé. Check với regex chạy tiếp. Một register name. Vừa lấy mình có mạnh rồi đúng không? Cái này là 6 ký tự trở lên à? 6 ký tự trở lên mới hợp lý đúng không? Bây giờ mình nhập ít hơn 6 ký tự đi. 1, 2, 3, 4, 5. Ừ, như này qua rồi. Thế này phải là cái kia phải là đảo đúng không? Trở lại mà. Cái kia phải là phôi đúng không? Đảo. Đảo vô này. Một register này. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng rồi, đảo. Thì nó là 5 ký tự thì mình không chấp nhận. Nó phải 6 ký tự trở lên. Đấy, thì bây giờ nhập trùng nhé. Tiếp tục nhập trùng nhé. Nhập trùng mạnh này. Đấy, thì vẫn là báo là file lượt là trùng đúng không? Usually file lượt này, retry. Ôi, chỗ này nó phải xuống đoạn dưới ấy nhỉ. À, mạnh nhưng vẫn chưa đủ ký tự đúng không? Mạnh nhập dai, mạnh nhập dai thì đủ ký tự rồi đúng không? Mạnh đẹp dai. Đây, mạnh đẹp ra thì user tồn tại rồi, đúng chưa? Đấy là check được hai trường hợp đúng không? Một trường hợp check với regex, một trường hợp check với cả validate với cả backend. Đấy thì nếu mà anh em dùng validate với regex thì lên khai báo như này nhá, một cái biến khai báo biến ở phía trên. Sau đó mới gắn regex ở phía dưới. Gắn regex ở trong while. Rồi thì điều kiện thế nào đấy thì nếu mà nó đúng thì là break. Còn nó sai thì cho nhập tiếp. Các trường hợp sai thì cho nhập tiếp. Các trường hợp sai thì không thoát khỏi vòng lặp, còn chỉ khi nào đúng thì mới thoát khỏi vòng lặp thôi. Cái trường check gì đấy là như thế. Ok cho anh em ok không? Thì tập làm validate nhá. Với cả tập viết DTO nhá. Cái login mình lên chia nhỏ là DTO này, login thì anh em thử viết login đi. Login thì nó chỉ dùng hai trường thôi. Chỉ dùng username với password thôi. Thì tạo ra một cái file để lưu cái thằng user đăng nhập hiện tại. Khi mà mình check username password ra nhá, thì mình tạo ra một cái file khác để mình lưu thằng user hiện tại ở đây. Khi mà lưu user hiện tại ở đây thì mình sẽ check được cái thằng user đang đăng nhập hiện tại là thằng nào. Sau đó mình sẽ check ra role nó là quyền là gì. Thì khi mà check được role là quyền là gì thì mình sẽ cho là mở những cái nào mà nó thao tác ấy, thì mở nó ra. Ví dụ role admin thì nó cho những quyền gì ấy, thì mở nó ra thì check theo thằng role nhá. Thì khi mà login xong thì anh em sẽ lưu nó ở một cái file nào đấy. Thì logout thì là ghi đè lại là xóa nó thành luôn thôi. Còn login thì ghi nó lại. Khi mà login thành công thì ghi nó lại. Thì ghi nó lại thì ghi được một đối tượng user ở trong đấy. Thì khi mà mình lôi nó ra ấy, thì mình sẽ check được cái role. Thì check được cái quyền đấy thì mình sẽ cho thao tác với cái gì là cái việc mà mình phân quyền. Thì mình check là nếu như admin chẳng hạn thì mình sẽ hiển thị những cái switch key là chẳng hạn. Nếu là user thì hiển thị những switch key là khác chẳng hạn. Thì đấy là cách check phân quyền nhé. Mình sẽ check theo thằng role. Em ok nhỉ? Đi ngủ hết rồi. Bình dưới. Đấy, validate thì đơn giản thôi, validate thì cứ mỗi một trường anh em dùng một vòng lặp while thôi. Chủ yếu là nó sẽ dùng một cái regex thôi. Còn nếu mà cần check cái gì ở dưới data ấy, thì sẽ phải check thêm.
Đây đoạn này cần phải check thêm dưới data ấy, thì mình phải xây dựng thêm. Còn thường thì validate thì nó chỉ check với regex như này thôi. Như trường nào cần check trùng nạp ấy, ví dụ như sẽ có yêu cầu check trùng nạp ấy, nếu mà tồn tại rồi ấy, thì là phải check thêm ở dưới data thì phải kết hợp thêm vào. Ok nhỉ. Thôi anh phải gọi về điện cho nhà này. Ok. Anh em đi ngủ đi, mệt mỏi rồi. Học cả ngày. Em sắp tập đến nơi rồi. Ờ. Anh em cầm cây đi mua hàng cho sáng rồi anh ơi. Thế à, kinh thế nhỉ. Em 9 giờ đi ngủ rồi, hôm nay comment của anh đến tầm này rồi. Rồi ok, anh lưu video lại nha, anh để lên cho.